cầu Xuân Hương. Ủa ai giống anh Minh quá à ta. Tiếng khấn lệnh từ phần khu đường đã vang lên. Xin cử nhạc đăng đàn cung. Toàn thể đạo đàn khởi thân chấp tay các em thần kính vô minh chư tôn hòa thượng chứng minh chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt cùng đại diện các cấp chính quyền thân lâm lễ đài chứng minh và tham dự trong đại lễ sáng hôm tối hôm nay. Nhằm ngày 19 tháng 4 năm Quý Mão, hòa trong không khí của toàn thể những người Phật Phật nói chung, trên khắp hành tinh và thành phố Đà Lạt nói riêng, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt long trọng tổ chức tuần lễ Phật đản vào hôm nay, lễ thắp sáng bảy hoa sen tại Hồ Xuân Hương được cử hành. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã chính thức trang nghiêm như pháp, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt hoan hỷ thân lâm về lễ đài an toàn chứng minh cho đại lễ tối hôm nay. Trên hàng ghế chứng minh, chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Minh An, hòa thượng đạo hiệu Thích Chân Quang, hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Tông, thượng tọa đạo hiệu Thích Vạn Trí, đại đức đạo hiệu Thích Đồng Thanh, đại đức đạo hiệu Thích Quảng Đài, đại đức đạo hiệu Thích Vĩnh Thâm, đại đức đạo hiệu Thích Về Niệm, đại đức đạo hiệu Thích Quảng Cú cùng chư tôn đức tăng hoan hỷ đồng an tòa chứng minh. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời quý vị đại diện các cấp chính quyền hoan hỷ giờ này cùng thanh long về lễ đài để tham dự trong đại lễ tối hôm nay. Xin toàn thể đạo tràng đồng an tòa. Xin cho tôn đức cho chúng con một phút để ổn định trang nghiêm nơi đạo tràng. Anh. Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngường bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, ngường bái bạch chư tôn thượng tòa chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền, kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức cùng đồng bào Phật tử các giới, hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày mồng 9 tháng 4 năm Quý Mão, hòa trong không khí mùa Phật đản Phật lịch 2567, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt long trọng tổ chức lễ thắp sáng bảy hoa sen trên hồ Xuân Hương với chủ đề bảy đóa sen màu nhiệm. Trước hết, chúng con xin được thông qua chương trình như sau: một, niệm Phật cầu gia bị; hai, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; ba, múa hoa sen; bốn, diễn văn khai mạc của ban tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567; năm, nghi thức dâng trầm hương cúng Phật; sáu, chính thức thắp sáng bảy hoa sen trên hồ Xuân Hương; bảy, hợp xướng ca khúc Sen Trắng; tám, ca khúc Sen Vàng Góc Ngọc; chín, hợp xướng ca khúc Hương Sen Màu Nhiệm của nhạc sĩ Cù Lệ Duyên; mười, ca khúc Việt Nam Phật Giáo Sáng Người Hào Quang; 11, lời cảm tạ của ban tổ chức; 12, cung tiễn chư tôn thiền đức và quý khách ra về. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị, giờ này để được sự chứng minh của mười phương tam bảo, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời toàn thể liệt quý vị khởi thân niệm danh hiệu Đức Bổn Sư chứng minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn đức và kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngường bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, ngường bái bạch chư tôn thượng tòa chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền, kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới, sen năm trong vàng người thái tử, phương thời gian còn đồng ẩn chân như, suối pháp khơi nguồn từ Ấn Độ, chảy qua bốn bể khắp năm châu, lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng ngày đấng giác ngộ toàn năng toàn trí toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh tự vô lượng kiếp của chúng sinh và những gì bất công trong xã hội, đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại. Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng này để báo Phật ân đức, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của bậc giác ngộ, vì đại sự nhân duyên mà thể hiện để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến. Quả thật, Đức Phật thể hiện giữa cõi đời không ngoài mục đích nhằm đáp ứng nguyện vọng giải thoát khổ đau của nhân loại. Ngài đích thực là một con người và một đời Ngài được kết tinh bởi những chất liệu của con người, là một vị hoàng tử của xứ Ấn Độ thời bấy giờ, nào là cung vàng điện ngọc, cung phi mỹ nữ ca múa ngày đêm, nào là lạc thủ, nào là vinh hoa,
Nhưng Ngài ý thức rằng đó không phải là hạnh phúc đích thực của cuộc đời, mà hạnh phúc đích thực của cuộc đời là thoát ly sinh tử, khổ đau, tìm đến đời sống an lạc, thanh thản, không tranh chấp, không hận thù, sống chan hòa trong niềm cảm thông chân chính, sống trong yêu thương hòa hợp. Từ nhận thức đó, Ngài đã từ giã lạc thủ trần gian ra đi tìm đạo, để hôm nay chúng ta có được một kho tàng giáo lý vô tận trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, giáo lý Đạo Phật là một nền giáo lý thơm ngát hương thơm giác ngộ, là một nguồn suối vi diệu cho con người trở về từ tánh thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng xã hội an vui hạnh phúc. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị, bài đoá sen màu nhiệm là biểu tượng thiêng liêng đánh dấu thời khắc thể hiện đàn sanh của Đức Thích Ca Từ Phù. Hình ảnh Đức Phật sơ sinh ước quý bạch bước đầu trên lúc thể hiện giữa đời đã ăn sâu trong tâm thức của hàng triệu triệu người con Phật trên khắp thế giới từ bao đời nay, đã đi vào nghệ thuật và thi ca của nhân loại, trở thành biểu tượng tuyệt đẹp về sự cao quý tột bậc mà mỗi tư tưởng, mỗi lời nói và hành động của Ngài đều vì lợi ích của số đông, đều vì an lạc cho số đông. Hôm nay, ngày mùng 9 tháng 4 năm Quý Mão, hòa chung trong niềm hân hoan của người con Phật trên khắp hành tinh và mọi miền đất nước, ban tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2560 tại thành phố Đà Lạt chính thức cử hành lễ thắp sáng bảy hoa sen trên hồ Xuân Hương Thơ Mộng, một trong những hoạt động của tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2567, báo hiệu mùa Phật Đản đang về trên quê hương phố núi thân yêu của chúng ta. Đó chính là lý do của tuần lễ tối hôm nay. Về chứng minh và tham dự trong buổi lễ tối hôm nay, chúng con xin được cung kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Nam, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Chơ Quang, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Đà Lạt. Chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thăng Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 tại tỉnh Lâm Đồng. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Vạn Trí, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 tại thành phố Đà Lạt. Chúng con thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Quảng Đại, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt, Phó Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 tại thành phố Đà Lạt. Chúng con thành kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Thành Liên, Chứng minh Khoanh Ban Ni Giới, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài chư tôn hòa thượng, chư tôn lãnh đạo các cấp giáo hội, chúng con cũng xin được thành kính giới thiệu chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng ni tại các từ viện, tỉnh xã, tỉnh thất, niệm Phật đường trong toàn thành phố Đà Lạt đã hoan hỷ đáp lại lời mời của Ban Tổ chức Hoan Hỷ Thanh Lâm tham dự trong đại lễ tổ hôm nay. Vì số lượng đông đảo nên cho phép chúng con được giới thiệu chung. Về phía lãnh đạo các cấp chính quyền, Ban Tổ chức chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu bà Phạm Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng.
trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Thiều, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Lý, chuyên viên phụ trách Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng giới thiệu ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Trân trọng giới thiệu ông Võ Ngọc Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Trân trọng giới thiệu bà Ngô Thị Bị Lời, Ủy viên Thường vụ Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Đà Lạt. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Kim Đồng, Phó trưởng Công an thành phố Đà Lạt. Trân trọng giới thiệu ông Phan Minh Cảnh, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt. Ngoài quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu quý vị trong phóng viên các báo đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã đến để tham dự và đưa tin trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu hơn 400 Phật tử với những công tin thổn thức nghĩ về ngày Phật đản đã đến để tham dự trong buổi lễ tối hôm nay. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị, giờ đây để thể hiện tấm lòng công kính trong ngày vui trọng đại này, điều múa hoa sen sẽ được gửi đến chư tôn thiền đức và quý vị do vụ đoàn cầu vồng biểu diễn. Xin được trân trọng kính mời.
bà nào Út nhỉ? Trước khi chính thức cử hành lễ thắp sáng bài hoa sen trên hồ Xuân Hương, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Trị, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại thành phố Đà Lạt nên phát biểu khai mạc. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa. Vui quá, Út nhỉ không đi, vui quá. Út nhỉ không đi, vui quá. Cô Hiền. Đức Phật đã từng dạy rằng không có sự phân biệt chẳng hạn cũng giọt nước mắt màu và giọt máu đỏ. Ta đã trở thành Phật, chúng sinh cũng có thể trở thành Phật và nhà Pháp. Tất cả những gì Đức Phật truyền bá và giảng dạy đều nhằm đến để lại cho chúng ta sự giải thoát, giải quyết tất cả nỗi khổ đau phiền não trong cuộc sống của con người. Chính vì điều này, để kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Phật, chúng ta không chỉ tưởng nhớ sự tồn tại và xuất hiện của Ngài, mà còn cần thân thành lời Phật dạy cao quý lợi ích. Trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn và khủng hoảng toàn cầu hiện nay, từ thiên tai đến dịch bệnh, từ khủng bố đến chiến tranh, từ nghèo đói đến thiếu ngủ, từ ô nhiễm môi trường đến những vấn đề xã hội khác, nhất là từ sau dịch Covid-19, con người cần áp dụng những lời dạy của Đức Phật để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, an lành và hòa bình cho bản thân, gia đình và xã hội. Chỉ khi thực hành như vậy, chúng ta mới có thể bảo đảm công ơn và sự tôn vinh này. Mùa Phật đản trở về trong lễ dịp để toàn thể tăng ni và Phật tử chúng ta thành tâm niệm niệm kính cẩn hướng về từ niệm thẳng nguyện đạo chư tăng ni, chư anh hùng liệt sĩ, chư ông linh thẳng nguyện đạo hy sinh vì đạo pháp và đại việt của dân tộc. Trong giờ khắc thiêng liêng này, khi bảy hoa sen được thắp sẵn trên hồ Xuân Hương, chính thức báo hiệu mùa Phật đản công lịch 2567 đã về. Mọi người có Phật chúng ta hãy cùng chung tay góp sức nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi, trí tuệ của mình để có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, thiết thực, có ích cho tự thân, xây dựng đến sự tự lành, ngay trong gia đình, nhân viên, làm xóm để hiệp cùng tất cả, cùng truyền đến Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh, kính bạch trong công dân, kính thưa chức nghiệp viện. Trong lễ học, chúng ta vô vi, ngay đang được đón nhận hào quang tỏa ra từ kim thân của Đức Tổ Sư, chúng con thành kính đặt lễ kính tôn hòa thượng, kính thượng tọa, kính đại đức tăng ni,
Chào mọi người nha, kết thúc đi. Chuẩn bị nãy giờ mấy tiếng rồi. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong tất cả.